Đây Anh và Nguyệt Quế xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ô tô mất lái gây tai nạn liên quan tại Thừa Thiên Quế Sản phẩm dừa chát vàng hút khách dịp Tết hai đối tượng mua bán trái phép ma túy số lượng lớn ở Ninh Bình. Ấm áp phiên chợ xuân không đồng ở vùng cao Sơn La. Du khách thích thú ngắm hoa anh đào nở rộ ở Điện Biên. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Mở đầu chương trình là những ghi nhận về tình hình giao thông trong ngày Công an huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong trên quốc lộ 1. Khoảng 11 giờ 30 phút hôm nay, người đàn ông điều khiển xe máy biển số 59BA00907 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo biển số 29C41343 di chuyển cùng chiều va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông, trích xuất camera và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một vụ tai nạn giao thông liên quan giữa xe ô tô, xe máy vừa xảy ra trên đường Nguyễn Huệ, đoạn giao với đường Phan Bộ Châu, thành phố Quế, tỉnh Thừa Thiên Quế. Hậu quả, tài xế xe ô tô gây tai nạn bị thương, một số phương tiện bị hư hỏng. Khoảng 9 giờ sáng nay, khi lưu thông đến đoạn đường nói trên, thì xe ô tô va chạm với một xe máy. Tài xế xe ô tô không làm chủ tốc độ đã tông vào một xe ô tô khác đậu gian đường. Sau đó tiếp tục lao sang phần đường đối diện, hút ngã cột đèn chiếu sáng và ba xe máy trên vỉa hè. Vụ va chạm liên hoàn khiến tài xế xe ô tô gây tai nạn bị thương. Tại hiện trường, một số phương tiện bị hư hỏng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang những thông tin về tình hình sản xuất, gần đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, đây là thời gian cao điểm các làng nghề truyền thống và chủ thể ô cốp tất bật sản xuất để phục vụ thị trường Tết. Thời điểm này, các cơ sở sản xuất mật ong tràm ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cũng đang sản xuất gấp 3 lần sản lượng so với ngày thường. Toàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hiện có nhiều hộ nuôi ong và sản xuất mật ong. Với 300 đàn ong, mỗi tháng cơ sở sản xuất mật ong qua tràm Mai Quyền ở xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, sản xuất được hơn 300 lít mật ong. Thời điểm cận Tết, cơ sở này đang tăng cường sản xuất gấp 3 lần với khoảng 1.000 lít mật ong để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Mật ong được chứa trong chai thủy tinh với nhiều dung tích khác nhau. Giá bán mỗi loại sản phẩm dao động từ 40.000 đồng đến 300.000 đồng tùy loại. Trung bình mỗi tháng, cơ sở xuất bán trên 300 lít mật ong thu nhập gần cả trăm triệu đồng. Sản phẩm mật ong của cơ sở đã được công nhận đạt ô cốp 3 sao, được nhiều khách hàng ưa chuộng mua về sử dụng và làm quà tặng. Tỉnh Hà Tĩnh, những ngày này, các nhà vườn qua cây cảnh cũng đang hối hả chuẩn bị để phục vụ thị trường Tết Nguyên đáng. Nhận định nhu cầu tiêu thụ của thị trường năm nay vẫn ổn định, nên việc cung ứng qua cây cảnh đã được người dân chuẩn bị kỹ càng. Những ngày qua, tại vườn Lan Hồ Điệp ở xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, đã tấp nập khách hàng đến mua. Hiện vườn Lan này đang có 30.000 cây với 24 màu qua lan hậu điệp. Giá bán dao động từ 160.000 đồng đến 400.000 đồng một cây. Gia đình tôi thương chọn cả cái loài hoa lan này để trứng trong cả cái dịp Tết vì tôi thấy màu sắc thì rất là sạc sở và thời gian trứng của nó thì rất là lâu. Tại thủ phủ trồng đào phai của tỉnh Hà Tĩnh thuộc làng nghề qua cây cảnh Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, hơn 600 hộ trồng đào cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ Tết. Với gần 1.000 gốc đào phai, những ngày này gia đình bà Trần Thị Thủy đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để tuốt lá đào để cây ra qua đúng dịp Tết. Cụ trầy lá để cho kịp thời vụ, để, để cho để vô kịp nở. Giá đào thì trung bình thì như mồi năm thương trung bình như năm ngoái thì khoảng gốc khoảng đào 3 năm thì khoảng 1 mất mất triệu đến 800, còn đào 2 năm thì khoảng 7 đến 800. Bắc Sơn là làng nghề trồng qua cây cảnh lớn nhất Hà Tĩnh với diện tích sản xuất khoảng 110 hecta. Tại đây có hơn 70 nhà màng trồng các loại qua cây cảnh. Trong đó, qua Cúc Đà Lạt được người dân trồng nhiều nhất. Các gia đình con tập trung để à, chạm cây ngát nụ, để cho qua nợ đủ dịp tết à, viên đàn, để à, thu hoa cho cao. Với một sao đi thì kiểu thu nhập được... À, À, vài chuột vài bát vài bát chuột tiểu Giới sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng năm nay vụ qua Tết đang được bà con Hà tĩnh kỳ vọng được mùa được giá thưa quý vị và các bạn qua quả trưng ngày Tết ngày càng đa dạng những trái dừa đơn điệu như được lột xác qua bàn tay khéo léo của những người thợ với nhiều kiểu dáng khác nhau trong đó dừa giác vàng để chưng đang hút khách vào dịp Tết nguyên đáng Vợ chồng anh Nguyễn Anh Vũ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, từ 4 năm nay đã gắn bó với việc làm dừa giác vàng vào mỗi dịp Tết. Anh Vũ cho biết để làm dừa giác vàng cần qua nhiều công đoạn như quét keo lên dừa và để khô, sau đó giác vàng lên. Khi giác vàng xong, lấy cọ chuyên dụng để quét đều lá vàng và khâu cuối cùng là trang trí theo mẫu tự thiết kế. Mất từ 1 đến 2 giờ để hoàn thành một cặp dừa giác vàng. Mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên Đán, anh bán ra trung bình khoảng 250 đến 300 cặp dừa giác vàng. Mỗi cặp có giá từ 450.000 đồng đến 650.000 đồng. Những trái dừa giác vàng được trưng trong ngày Tết có ý nghĩa mang đến sự may mắn qua những hình ảnh cá chép quá rộng, chữ tai, chữ lộc nơi được nhiều khách hàng đặt mua. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo. Bắt hai đối tượng mua bán trái phép ma túy số lượng lớn ở Ninh Bình. chợ Xuân Không Đồng ở vùng cao Sơn La. Du khách thích thú ngắm qua anh đào nở rộ ở Điện Biên. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình và Phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hà, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Ninh Bình, Linh Thị Thúy, sinh năm 1994, mua bán trái phép số lượng lớn ma túy. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng trên đi xe ô tô biển kiểm soát 19A11910, cất giấu hơn 1kg ma túy đá cùng 3,77g ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng Hà, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp, 40 viên ma túy dạng kẹo, 300 gram ma túy ketamin, 100 gram heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan. Quá trình đấu tranh, Hà khai nhận mua số ma túy trên để bán cho người nghiện trên địa bàn tỉnh để kiếm lời. Nguyễn Hoàng Hà và Đinh Thị Thúy đều có tiền án về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Tại Nghệ An, một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền hơn 1 tỷ đồng vừa bị công an huyện Hưng Nguyên triệt phá Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phạm Bá Xuyên, sinh năm 1973, trú tại huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An. Qua điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên là Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1990, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1997 và Nguyễn Văn Hướng, sinh năm 1992, cùng trú tại huyện Hưng Yên. Các đối tượng trong đường dây trên sử dụng mạng xã hội để nhận và chuyển tin nhắn lâu đề, Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc từ ngày 3 tháng 11 năm 2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 1 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, có một phiên chợ đặc biệt, bởi lẽ khi đến chợ thì người dân không cần mang theo tiền để mua hàng, mà thay vào đó các mặt hàng đều bán với giá miễn phí. Và đó là phiên chợ Xuân Không Đồng được tổ chức ở xã Diền Hát, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Phiên chợ nghĩa tình này như một sự sẻ chia, góp phần giúp người dân nơi đây có một cái Tết ấm áp đủ đầy. Phiên chợ có 30 gian hàng với các loại hàng hóa từ gạo, nước mắm, bánh kẹo, cho đến chăn ấm, áo quần mới, đồ dùng gia đình mỗi người dân được phát phiếu để mua hàng. Ngoài như yếu phẩm tặng cho các hộ dân, các em học sinh còn được tặng xe đạp, sách vở, đồ chơi. Đến với phiên chợ, mọi người đều thấy vui khi được lựa chọn các mặt hàng thiết yếu về cho gia đình vui xuân đón Tết. Tôi được tham gia phiên chợ không đồng, được tặng rất nhiều quà, Và gia đình tôi rất là vui. À, năm nay ăn Tết sẽ vui hơn. Xã Trường Hắc thì có 1.700 hộ và gần 8.000 khẩu còn có một số hộ còn khó khăn thế thì khi chuẩn bị đón Tết xuân Tết đến xuân về thì qua cái gian hàng những gian hàng không đồng này thì bà con được lựa chọn những món hàng để làm sao đón Tết nó vui vẻ và đầm ấm hơn phiên chợ xuân không đồng là sự chung tay của các cá nhân tổ chức nhằm giúp người dân dùng cao đón một cái Tết no ấm sung túc sau gần 3 tháng vận động, các đơn vị hảo tâm đã hỗ trợ trên 3 tấn hàng hóa dược phẩm gửi đến các hộ khó khăn. Mong muốn là mang đến cho bà con một chương trình thật sự là hoành tráng, ấm áp và ý nghĩa. Phiên chợ Xuân Không Đồng đã mang tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng đến với những hoàn cảnh khó khăn. Tết Nguyên Đán Giáp Thình 2024 đang đến gần. Đây là những món quà đầy ý nghĩa giúp người dân dùng cao đón một năm mới chui tươi và hạnh phúc. Những ngày này qua anh đào đang bung nở rực rỡ trên đảo qua giữa lòng hồ bá khoan của tỉnh Điện Biên, nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày gần đây. Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20 km, hồ Bá Khoang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến chiêm ngưỡng check-in với những cây anh đào đang nở hoa rực rỡ. Hoa anh đào có 3 màu là màu trắng, hồng và đỏ. Thời gian qua nở thường kéo dài khoảng 15 ngày lần đầu tiên khi mà Thảo Giang đặt chân đến với Điện Biên thì rất là xúc động với các cái cảnh đẹp ở nơi đây. Đến với đảo đào hoa nơi mà giữa mênh mang sóng nước, đặc biệt là có rất là nhiều những cây hoa anh đào. Đảo của Anh Đào Điện Biên nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, với không khí trong lành, mát mẻ. Để tôn vinh vẻ đẹp của Anh Đào và tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương, tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức lễ hội qua Anh Đào vào tháng 1 thường niên nhằm thu hút đông đảo du khách đến với Điện Biên và lễ hội của anh Đào Điện Biên Phủ năm 2024 sẽ được khai mạc vào tối nay, ngày 12 tháng 1, tại xã Bá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, và diễn ra đến ngày 14 tháng 1 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Nhằm tôn vinh các làng nghề truyền thống trồng đào quốc của địa phương, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan giải trí của người dân thủ đô và du khách, tại không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Lễ hội qua đào, quốc cảnh và sản phẩm ô cốp các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 tới. Lễ hội có hơn 100 gian hàng và các khu trưng bày giới thiệu quảng bá qua đào, quốc cảnh, qua cây cảnh, sản phẩm ô cốp của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội thi quốc cảnh và đào cảnh trên địa bàn quận Tây Hồ cũng được diễn ra tại đây. Đến giới lễ hội, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian Tết Việt với hoạt động gói bánh chưng, giới thiệu nghệ thuật gọt, tỉa chơi qua ngày Tết, chợ quê, các trò chơi dân gian trong ngày Tết cổ truyền, ẩm thực vùng miền. Bắt đầu từ tháng 11, tháng 12 âm lịch, trên các con sông, khe suối ở vùng cao tỉnh Nghệ An, riêu đá phát triển rất nhiều. Những ngày này, người dân nơi đây lại tìm về các dòng sông, con suối dớt riêu đá để chế biến các món ăn truyền thống. Tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, những ngày qua, bà Lương Thị Qua, 70 tuổi. Hầu như đều có mặt tại con suối Hồi Bốc để nhặt rêu đá. Theo bà qua, rêu đá chỉ phát triển đến khoảng cuối tháng 12 âm lịch, sau đó sẽ rụng hết, nên phải tranh thủ để về vừa để ăn vừa để dành cho ngày Tết sắp đến. Thông thường, muốn có rêu sạch phải đến đầu nguồn các con suối. Sau khi nhặt sạch tạp chất lẫn trong rêu, người dân dùng chày đập rêu để loại bỏ các chất bẩn ngấm vào trong. Cách chế biến rêu đá cũng rất cầu kỳ, món ăn được người dân ưa thích là một để có món ăn này, rêu được băm nhỏ trộn đều với thịt, tỏi, xả, mắm, muối và gạo tấm. Sau đó gói vào lá chuối và hông trên bếp lửa. Đây là món ăn quen thuộc đối với người dân dùng cao xứ nghệ trong mỗi dịp lễ Tết. Và các thực khách phương xa cũng không thể quên hương vị món ăn độc đáo này khi được một lần nếm thử. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www thvli vn hoặc tải ứng dụng thvli trên google play và app store xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại